Từ California, Hồng Tú Đoàn Trọng xin thân nói gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua thế giới chuyển động. Good morning, Hồng Tú. Gửi lời chào đến anh Đoàn Trọng và xin được mến chào đến quý vị khán giả của đài truyền hình SET cùng đến với thế giới chuyển động trong buổi sáng ngày thứ năm. Hôm nay là ngày 16 tháng 4. Hồng Tú xin được phép gửi đến quý vị bản tin dự báo thời tiết. Các thành phố ngay tại miền Nam California ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất ban ngày vào khoảng 72 độ F tức là 22 độ C. Trời buổi sáng ngày hôm nay có mây rải rác và nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm ở khoảng 54 độ F, tức là 12 độ C. Tối nay trời có nhiều mây. Bước sang những thành phố tại Bắc California ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất ban ngày vào khoảng 62 độ F, tức là 17 độ C. Sáng ngày hôm nay trời cũng có mây rải rác. Nhiệt độ ban đêm thấp nhất ở khoảng 53 độ F, tức là 12 độ C. Đêm hôm nay trời khá trong hôm nay thì trước khi chúng ta đi vào phần tin tức tất cả sự kiện kinh tế đặc biệt liên quan đến vấn đề thất nghiệp mà trước khi chúng tôi đi vào chi tiết thì chắc là tôi muốn phải hỏi học tư mà cô yeah. tôi thấy hơi lạ là hồi trước giờ tôi thấy đâu có khi nào mà cô bệnh áo dài liên tục như kỳ này tôi thấy bao nhiêu cái áo dài mà màu sắc rất là đẹp từ đâu mà cô lại mặc áo dài đẹp như vậy thưa quý vị tại vì hồng tứ nghĩ đó có rất là nhiều quý vị khán giả bỏ dưới cái phần comment thì à. những cái comment này cả hồng tứ cả đoàn trọng cũng như là quý đài cũng có đọc và cũng có nhận những thông tin đóng góp ý kiến từ quý vị thì thấy có một cái comment của một vị khán giả nói là nếu như mà đọc tin tức mặc áo dài để mà thấy được truyền thống của người phụ nữ việt nam tin tức việt nam thì đưa đến cho quý vị nhớ lại hình ảnh quê nhà thì hồng tứ nghĩ đây là một điều cũng rất là hay à. chính vì vậy mà ngày hôm nay cũng có những cái chiếc áo dài để mà mặc lên show để mà trình đến cho quý vị à. Ah, thank you hồng Tứ, thank yeah. you rất nhiều thank you for your pay attention about it. Yeah. À, bây giờ thì chúng ta nói đến việc trước tiên hôm nay là ngày thứ năm Thì chúng ta phải nghĩ đến con số thất nghiệp trong tuần lễ này như thế nào. Thưa hồng Tứ đến bây giờ thì con số thất nghiệp có thể nói đi lên một cái con số kinh khủng. Tuần này nó có tới tất cả là 5.2 triệu người nằm đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Đây là một trong những cái chỉ dấu cho thấy là số nghiệp trong số người thất nghiệp kể từ ngày 11 tháng 4 đến bây giờ đã giảm xuống mức 1.3,7 triệu người. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta có thể tin tưởng vào tất cả những gì vào phụ thuộc vào nền kinh tế khi con số thất nghiệp nó đã giảm như vậy. Yeah. Điều mà người ta nói đến kể từ khi đến từ khi mà tất cả cái khủng hoảng corona virus đến bây giờ thì chúng ta có tới con số là 18.3 triệu người thất nghiệp. Hồng Tuy có thể tưởng tượng cách đây 5 tháng chúng ta tự hào về những cái sự kiện liên tục diễn ra ở tình trạng thất nghiệp và con số đôi lúc nó xuống chỉ còn 3.3. Đó là một cái con số có thể nó tạo ừ. cho Tổng thống Donald Trump một cái credit rất là lớn. Dạ. Nhưng đến bây giờ thì con số nó lên tới 17% tiền gọi là người thất nghiệp. Lẽ dĩ nhiên là chỉ trong khủng khoảng một thời gian thôi nhưng cũng đủ cho chúng ta cảnh báo về những suy thoái gọi là kinh tế trong tương lai. Thưa Hồng Tuy. Dạ. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì trang web Get My Payment của IRS đã khiến cho nhiều người dùng khá thất vọng Get my payments từ trang irs.gov được lập ra để những người không có sẵn số tài khoản nhà bang để chính phủ gửi tiền trực tiếp vào tài khoản của họ hoặc những trường hợp không khai thuế sẽ có thể ghi danh để nhận số tiền hỗ trợ, có nghĩa là nhận 1.200 Mỹ Kim cho mỗi cá nhân. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy thất vọng khi nhận được phản hồi từ chính phủ, trong đó cho biết số tiền của họ không có sẵn. Theo một tuyên bố từ Bộ Tài chính, thông báo từ IRS có nghĩa là không họ không thể xác định đủ điều kiện thanh toán cho người ghi danh tại thời điểm này. Ví dụ nếu như những ai đã không khai thuế vào năm 2018 hoặc năm 2019 hoặc những người đã nộp gần đây thì có thể sẽ chưa nhận được số tiền này qua Get My Payments từ trang irs.gov vì chính phủ vẫn đang xử lý những hồ sơ thuế như trên. Nhưng mà thưa ông Tứ, hôm qua thì tôi có đọc một cái, cái bài báo của thằng của người CNN, họ viết yeah. rất là rõ ràng, thì họ nói mà không hiểu cái này đã là chính thức hay chưa. Trong tất cả những cái tài liệu họ nói thì một số người đặc biệt là từ quốc hội họ đã quên đi một cái chi tiết là có thể cái số tiền này sẽ bị khấu trừ tự động từ những cái người mà best credit, yeah. những người mà thiếu tiền học bổng, thiếu tiền trợ cấp học bổng ngày xưa, tất cả những học sinh yeah. đi học không chịu trả tiền hoặc là những người có thể nói là bị collection. Yeah. thì có thể là những người đó họ sẽ lấy cái số tiền 1.200 đồng nhưng đến bây giờ những cái tin này nó chưa chính thức thành uh -huh. chúng tôi chưa dám đi vào tất cả những cái tin tức cụ thể đến với quý vị nhưng ít nhất là là có những nguồn tin hành lang như vậy bây giờ thì với Hồng Tứ trở lại tất cả những con số mà đặc biệt hôm nay thì quý vị thấy tất cả những con số tử vong đó là vượt quá cao Hồng Tứ theo dõi thì tất thể các con số như thế nào Thưa quý vị, bắt đầu bằng những con số dịch viêm phổi COVID-19 tính đến ngày hôm nay thì cũng tăng thêm 82.787 ca nhiễm trên toàn thế giới, nâng tổng số hiện tại đang ở mức là 2.099.648 người nhiễm bệnh. Về số người tử vong thì cũng tăng thêm 8.024 người so với hôm qua. Tổng số hiện tại đang ở mức 136.032 người tử vong. Và số người hồi phục tính đến sáng ngày hôm nay ngày 16 tháng 4 đang ở con số 523.000. 816 ca được hồi phục. Trở lại với Hoa Kỳ, số người tử vong cũng tăng thêm 2.490 người, nâng tổng số lên 28.554. Và số người nhiễm bệnh tăng thêm 30.102 người so với hôm qua. Tổng số người nhiễm bệnh hiện tại đang ở mức 644.348 người, trong đó có 48.708 người hồi phục. Và California tính riêng thì chúng ta thấy số người nhiễm bệnh tăng thêm 1.320 người so với hôm qua. Tổng số hiện tại ngay California đang ở mức 27.097 người. Các ca tử vong cũng tăng thêm 100 ca, nâng tổng số hiện tại lên 889 ca tử vong. Quay trở lại với Orange County thì tính đến sáng ngày hôm nay, những người nhiễm bệnh cũng tăng thêm 87 người, nâng tổng số lên 1.376. Và số ca tử vong thì cũng tăng thêm 3 ca, tổng số hiện tại đang ở mức là 22 ca. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những con số để cho chúng ta quan tâm đến tình hình dịch viêm phổi trên thế giới ảnh hưởng đến con người của chúng ta như thế nào. Nhưng sáng nay thì quý vị cùng với chúng tôi trở lại White House. Một trong những sự kiện mà chắc là quý vị đã nghe từ lâu rất là nhiều lần over and over nhưng những cái chuyện đó liệu có thực tế hay là không thì bây giờ đến chính ngay vị nguyên thủ quốc gia là tổng thống Donald Trump đã tuyên bố trong một cái buổi họp báo. Hồng Tứ theo dõi tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề gọi là tổng thống Donald Trump nói vấn đề tại sao chúng ta lại đón nhận dịch viêm phổi đến từ Vũ Hán. Thưa quý vị, một nguồn tin từ hãng tin Reuters cho biết rằng họ đã dẫn lời tổng thống Mỹ ông Donald Trump cho biết chính phủ hiện đang điều tra xem liệu có phải virus Covid-19 xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán thay vì chợ hải sản trong một cuộc họp báo tại nhà trắng khi phóng viên đặt câu hỏi về thông tin virus có thể đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở vũ hán tổng thống hoa kỳ đã xác nhận rằng ông có nghe được những thông tin này trong đó ông nói chúng tôi đang xem xét rất kỹ lưỡng về tình hình khủng khiếp đã xảy ra khi được hỏi về khả năng trao đổi với chủ tịch trung quốc là ông tập cận bình về vấn đề này tổng thống donald trump chia sẻ thêm tôi không muốn nói về những gì tôi đã thảo luận với ông ấy trong phòng thí nghiệm Tôi chỉ muốn nói vì bây giờ, tôi không muốn nói vì bây giờ không phải là lúc thích hợp. Cho đến nay, thì nguồn gốc của loại virus COVID-19 đã gây ra đại dịch vẫn là một bí ẩn. Sau cuộc họp báo của Tổng thống Donald Trump, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo cũng phát biểu rằng chúng tôi biết virus này có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc và Viện Virus nằm gần chợ thực phẩm được cho là nơi đầu tiên phát hiện virus này. Đến bây giờ thì có thể nói là chúng ta không nghi ngờ mặc dù chúng ta chưa có những cái bằng chứng rõ ràng. Tuy nhiên, vị nguyên thủ quốc gia và vị ngoại trưởng Hoa Kỳ đã tuyên bố và đi thẳng vào vấn đề là liệu vấn đề này có phải là một trong những cái nguyên nhân đưa đến tình trạng xáo trộn do dịch viêm phổi đưa ra mà tất cả toàn cầu đều phải nhận lấy hay không. Lại duy nhiên thì đến bây giờ tất cả các giới truyền thông đều đi theo chân bước của Tổng thống Donald Trump và họ khai thác vấn đề này. Nhưng bên cạnh đó thì tất cả những viên chức có thể nói cao cấp của chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng đang một mặt theo dõi nhưng họ là có thể nói rằng chưa đưa ra những cái chi tiết, những cái quyền lý căn bản như thế nào. Chúng ta chờ xem cái cuộc gọi là chiến đấu để chống lại cái nguồn gốc của những cái sự kiện xảy ra đem lại thảm họa cho nhân tài có phải là do Trung Quốc có thể vì vô tình vì sơ hở hay là một cố ý nào đó hay là không. Yeah. Bây giờ thì chúng ta nói đến một trong những cái vấn đề mà chúng ta cũng có thể nói rằng là quan trọng vào ngày hôm qua đó là tổ chức WHO mà chúng ta hay nói gọi là tổ chức y tế thế giới. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì có thể nói Tổng thống Donald Trump là một trong những vị nguyên thủ quốc gia thứ 45 của Hoa Kỳ đã có những hành động rất mạnh mẽ. Mặc dù ông chịu rất nhiều áp lực và có thể nói tấn công từ phía đối phương của ông, tuy nhiên sự việc ông đơn thuần và ông thể đã cắt đứt một số tiền viện trợ chính đáng cho tổ chức WHO vì có những cái nguyên nhân như thế nào, sự kiện nó có những cái chi tiết thêm như thế nào được thưa ông Tức. Thưa quý vị, sau khi tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump tuyên bố sẽ đơn phương tạm dừng tài trợ cho tổ chức y tế thế giới WHO, hai quan chức chính quyền cấp cao khẳng định là ông có đầy đủ thẩm quyền để làm việc này, mặc dù ông nhận được rất nhiều chỉ trích. Chính quyền đang trải qua quá trình xem xét 60 ngày để xác định nơi để chuyển hướng tài trợ. Hoa Kỳ vẫn còn nợ khoảng 65 triệu đô la đóng góp của thành viên WHO sau khi trả khoảng 58 triệu đô la trong số 122 triệu đô la trước đó. Ngoài ra, 300 đến 400 triệu đô la mà Hoa Kỳ tự nguyện đóng góp cho WHO thì hiện tại chính quyền đang tìm kiếm các đối tác mới. Thưa quý vị, bây giờ Thế giới chuyển động xin được phép tạm ngừng ít phút cho phần thông tin thương mại. Hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục giữ màn ảnh. Để tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho đại dịch, chúng tôi có một chương trình mang tên ân cùng vạn niềm vui quý vị có thể mua tất cả sản phẩm xăm của International Home Shopping và nhận lại full credit với số tiền đã trả để biết thêm chi tiết xin gọi 714 868 6868 quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các hệ thống sau Nam Cali 57.11 14.3 San Jose 16.11 Houston Texas 27.2 app SET Group TV. Chương trình cũng có mặt trên tất cả các thiết bị Android, iOS, Roku, Amazon, smartphone, iPad và đặc biệt trên Samsung app SET Hăm. Món quà của thượng đế giúp tăng cường đề kháng, chống đại dịch toàn cầu. quý vị đang cùng với chúng tôi qua thế giới chuyển động nhìn qua tất cả những sự kiện liên quan đến dịch viêm phổi trong những thời gian vừa qua việc trước tiên chúng ta thấy từ vũ hán rồi đến italia nam hàn rồi đến tây ban nha đó là những quốc gia có thể nói có dịch viêm phổi bộc phát một cách rất là nhanh chóng và táo bạo Bây giờ thì chúng ta đã thấy cái đường biểu đồ ở tại Vũ Hán họ đã đi xuống cũng giống như Italia họ đã nằm ngang cũng giống như là tại Tây Ban Nha và đặc biệt là Nam Hàn nó đã đi xuống. Bởi thế cái đỉnh cao mà khi chúng ta ghi nhận theo lời của ông tiến sĩ Anthony Fauci cho biết rằng chúng ta đang chờ đợi ở vào cái đỉnh cao để rồi sau đó chúng ta có thể ổn định lại tất cả những gì chúng ta đang đối phó với dịch viêm phổi. Nhìn qua cái biểu đồ đó rồi tất cả các tin tức đưa ra thì Hồng Tứ thấy Hoa Kỳ đang đối diện như thế nào với tình trạng virus và virus COVID-19. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra một tuyên bố dựa trên các số liệu. Ông cho thấy rằng Hoa Kỳ có thể đã vượt qua được đỉnh dịch và lên kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế. Tổng thống Hoa Kỳ nói tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng rằng những nỗ lực của Hoa Kỳ đã có dấu hiệu tốt. Mặc dù trận chiến chống lại virus vẫn luôn được tiếp diễn, nhưng dựa trên những biểu đồ cho thấy kết quả Hoa Kỳ đã được đó nghĩa là họ đã qua được đỉnh dịch về số ca nhiễm mới. Tổng thống cũng cho biết thêm rằng ông sẽ thảo luận về hướng dẫn này trong cuộc họp báo ở ngày kế

Hôm nay thì tổng thống Donald Trump sẽ có một cái buổi họp báo đặc biệt, ông sẽ đưa ra những cái chi tiết và những gọi là cái điều lệ cần thiết nhất để có thể thay đổi lại cái tình hình vấn đề là mở cửa hoặc yeah. là vấn đề cách ly xã hội như thế nào. Lẽ nhiên tất cả mọi người đều hy vọng có một cái đường lối mới. Nhưng bên cạnh đó thì các nhà nghiên cứu y tế họ cũng rất quan tâm và họ đang ở trong cái tình trạng lo ngại rất nhiều. Nhưng bây giờ chúng ta phải chờ xem vào ngày hôm nay có thể nói nhiều người đưa nhiều cái nguồn tin không có vững chắc. Bởi thế quý vị. Cần Cần bình tĩnh và có thể lúc này là lúc chúng ta cần phải nghe ngóng và tất cả chỉ nghe tin nào khi chính phủ hoặc cơ quan hữu quyền, Tuy nhiên là tiểu bang hoặc thành phố đưa ra mà thôi. Bên cạnh đó thì chúng ta nói đến vaccine. Chắc lại Hồng Tứ cũng biết rằng đến bây giờ thì chưa có một cái vaccine nào chính thức để có ừ. thể nói rằng được FDA của dấu CDC xác nhận đó là một trong những vaccine để chích ngừa hoặc là chữa trị lại viêm phổi đến bây giờ thì chúng ta nói đến lúc nào mới có được vaccine và có cái tiềm năng covid 19 này coi như là một cái thử nghiệm bệnh như họ thử nghiệm trên người của những cái người mắc phải covid 19 thì liệu bây giờ Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đi đến được cái tình trạng và gọi là khắc phục đã chưa? thưa quý vị hiện tại Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai quốc gia họ đang thử nghiệm ba loại vaccine khác nhau trên cơ thể người Bộ khoa học và công nghệ Trung Quốc cho biết công ty có tên gọi là CanSino Biologics đã bắt đầu giai đoạn 2 thử nghiệm một loại vaccine trong khi đó tại Hoa Kỳ vaccine do Viện y tế quốc gia và công ty có tên gọi là Moderna sản xuất cũng đang được thử nghiệm một cách nhanh nhất có thể người đầu tiên nhận vaccine thử nghiệm vào tháng trước đã trở lại một bệnh viện ở Seattle vào ngày 14 tháng 4 vừa qua để nhận thêm một liều thứ hai. Người đứng đầu bác sĩ Anthony Fauci cho đến nay cũng cho biết rằng chưa có báo động đỏ nào và ông hy vọng giai đoạn thử nghiệm kế tiếp một cách thử nghiệm lớn hơn có thể bắt đầu vào khoảng tháng 6. Và một ứng viên vaccine thứ ba đến từ công ty Innovio Pharmaceuticals bắt đầu thử nghiệm bước đầu về an toàn từ tuần trước tại Hoa Kỳ và hy vọng mở rộng các cuộc nghiên cứu tại Trung Quốc thưa quý vị chúng ta đã ghi nhận là từ CDC đến bây giờ thì có một cái con số làm chúng ta hơi kinh kinh ngạc đó là 9.282 nhân viên y tế đã bị nhiễm covid 19 đây là một trong những sự kiện làm trao đảo về cái tình hình làm sao chúng ta có đủ nhân viên để điều trị tất cả các bệnh nhân COVID-19 trong lúc này. Vì tất cả những cái vấn đề mà người ta nghi ngờ rằng là cái vấn đề những người nhiễm COVID-19 đã không có triệu chứng nào lập, lập bộc lộ ra bên ngoài. Đó cũng là một trong những cái nhân tố khiến virus này lây lan một cách rất là mạnh bạo đặc biệt từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch có tên là CDC, xem xét tất cả các dữ liệu được gửi đi từ 50 tiểu bang từ ngày 12 tháng 2 cho đến ngày 9 tháng 4 vừa qua. Họ phát hiện được tất cả là 315.531 ca nhiễm, trong đó có 9.282 trường hợp là nhân viên y tế. Đó là những người ở trong những cái tuyến đầu, họ là những người tiếp cận với tất cả những người lây nhiễm virus. Trong đó trong số đó thì 56% số nhân viên y tế đã tiếp xúc với những người nhiễm ở cơ sở y tế trong vòng 14 ngày trước khi phát bệnh và 27% tiếp xúc tại nhà và 13% tiếp xúc trong cộng đồng và trong đó thì có 5% còn lại tiếp xúc với những người nhiễm ở nhiều hơn ở một nơi. Tính ra tất cả các sự kiện đó chúng ta cho thấy rằng 90% trong số bác sĩ nhiễm không phải nhập viện. Tuy nhiên 184 trường hợp phải chịu vào khu chăm sóc tiếp cực và 27 người họ đã mang số tử vong đó là một bài cái con số mà chúng ta thấy nhân viên y tế phải gánh chịu trong cái lúc này. Bây giờ thì nhiều phát hiện mới mà về Covid về virus Covid-19 nó tiến triển như thế nào. Thưa quý vị, họ cũng có ra nhiều phát hiện và cho biết rằng có rất là nhiều mối lo ngại về virus Covid-19. Trong một công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí có tên gọi là Emerging Infectious Disease thì các nhà khoa học của một phòng nghiên cứu quốc gia Los Alamos ở New Mexico, Hoa Kỳ đã phát hiện một người nhiễm Covid-19 ở thành phố Vũ Hán thì trung bình họ sẽ lây sang cho 5 tới 7 người khác, cao hơn gấp đôi so với ước tính ban đầu. Thêm một nghiên cứu từ một nhóm các nhà khoa học ở Pháp phát hiện virus này có thể sau sống sót lâu trong môi trường nhiệt độ cao. Giáo sư Remitro ở các đồng nghiệp đại học Marseille tại miền nam của Pháp đã đun nóng virus ở nhiệt độ 60 độ C trong một tiếng và nhận thấy một số vẫn sống và có khả năng sinh sôi. Và họ phải tăng nhiệt độ lên gần 100 độ C mới tiêu diệt hoàn toàn loại virus này kính thưa quý vị bây giờ thì chúng ta đã nghe ngóng và nói rất nhiều tất cả các sự kiện đến từ Trung Quốc đến từ Vũ Hán và đã làm cho xáo trộn nghìn kinh kinh, kinh tế toàn cầu trong đó có nhiều doanh gia có nhiều công ty có nhiều công nghiệp của Hoa Kỳ đã bị ảnh hưởng về vấn đề này liệu chúng ta có được quyền thưa kiện chính phủ Trung Quốc hay là không theo hiến pháp và tất cả các quy định về luật pháp bây giờ thì chúng ta không được quyền cho phép người Mỹ được trực tiếp thưa kiện chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên bên cạnh đó thì một trong những vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đó là ông Ross Hawley. Ông đã đưa ra một cái dự luật có tên là công lý cho các nạn nhân Covid-19 và khi dựa vào cái đạo luật này thì cho phép người Mỹ hiện trực tiếp là nạn nhân của chính phủ Trung Quốc qua vụ Covid-19 được quyền thừa quyền Trung Quốc. Những cái tin tức chi tiết nó bao gồm những điều gì? Thưa quý vị, trên trang web chính thức, Thượng nghị sĩ Cộng hòa là ông Josh Hawley khẳng định dự luật do ông bảo trợ sẽ trừng phạt Trung Quốc vì bịt miệng những người tố giác và che giấu các thông tin quan trọng về COVID-19. Trong đó, dự luật cũng sẽ yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thành lập một nhóm điều tra làm rõ vai trò của Trung Quốc trong đại dịch và bảo đảm những nạn nhân COVID-19 sẽ nhận được tiền bồi thường từ Bắc Kinh. Và hiện có hai vụ kiện tập thể lớn về COVID-19 liên quan tới Trung Quốc ở Mỹ. Hai vụ kiện này do tập đoàn luật sư Berman có trụ sở tại để trình. Trong đó, vụ kiện đầu tiên được nộp lên tòa án của Hoa Kỳ vào tháng 3 nhân danh các bệnh nhân COVID-19. Vụ kiện thứ hai vừa mới được đệ trình vào đầu tháng 4, trong đó các nhân viên y tế của Mỹ kiện Trung Quốc vì đã tích trữ các thiết bị bảo hộ y tế. Các luật sinh của bên mình cho biết là các hai vụ kiện đều gặp nhiều khó khăn vì Trung Quốc được hưởng quyền miễn trừ trở thành bị đơn trong các vụ kiện ở Mỹ gặp khó khăn. Do đó, nhóm luật sư này cho phép rằng nếu luật dự luật của ông Thượng sĩ Holley được thông qua sẽ có hàng ngàn người Mỹ nộp điên, nộp đơn để kiện tới bên à, vì vấn đề là Trung Quốc liên quan đến Covid-19. Qua những cái sự kiện đó thì ngày hôm qua chúng tôi thấy cùng một cái sự kiện chắc lẽ Hồng Tứ cũng theo dõi là ba doanh nghiệp tại vùng Lido Sài Gòn này gồm có ông luật sư Tử Hi Hoàng đã đứng ra đưa lên một cái vụ kiện và lại nhiên đây chỉ là những bước khởi đầu mà thôi. Nhìn qua, nhìn qua tổng quát thì những cái này nó mang cái hình thức như thế nào? Thưa quý vị, quay trở lại với Little Sài Gòn thì trong đó có 3 doanh nghiệp vừa nộp đơn để kiện Trung Quốc yêu cầu quốc gia này bồi thường 8.000 tỷ vì để đại dịch Covid-19 lây lan ảnh hưởng đến thương vụ của họ. ba doanh nghiệp này bao gồm First Premier XLLC, The Little Sài Gòn Chamber of Commerce và tổ chức Vietnamese American Culture and Education Foundation là một nhóm bao gồm có một số luật sư di trú. Trong đó, luật sư Từ Huy Hoàng là đại diện cho bên nguyên đơn. Ông cho biết rằng, chúng tôi thay mặt cho các doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ nói chung và California nói riêng, tính sơ cũng phải vài chục ngàn doanh nghiệp là ít. Để định nghĩa thế nào là doanh nghiệp nhỏ thì ông chia sẻ những nơi nào có số nhân viên dưới 500 người trở xuống được cho là doanh nghiệp nhỏ. Theo ông, đơn kiện cáo buộc rằng Trung Quốc đã thiếu trách nhiệm, không cảnh báo cho thế giới về mức độ nghiêm trọng của virus COVID-19. Và Trung Quốc đã thao túng cũng như nói dối về số người chết cũng như là số người nhiễm bệnh trong thời gian qua. Kính thưa quý vị, đó là chuyện tại Lido Sài Gòn, liên quan đến vấn đề kiện tụng chính phủ Trung Quốc. Nhưng bây giờ thì trở lại một trong những cái tin tức mà chúng tôi đã sáng ngày gửi đến quý vị đó là vấn đề quyết định tác bạo của tổng thống Donald Trump khi ông có thể nói sẽ cắt đứt một số tiền viện trợ cho tổ chức WHO, có nghĩa là quỹ ở tổ chức y tế thế giới. Nhưng bây giờ thì chúng ta lại tìm thấy một cái khía cạnh khác đó là ông tỷ phú Bill Gates. Kính thưa quý vị, ông tỷ phú Bill Gates đã thông báo cho biết rằng ông sẽ donate cho tổ chức WHO 150 triệu. USD. để thúc đẩy và điều trị và sản xuất tất cả các vaccine. Cái tiến trình này nó diễn biến như thế nào? Thưa quý vị, thông tin được bà Melinda Gates cũng là chủ tịch cho Bill and Melinda Gates, hôm qua chỉ trích quyết định các ngân sách cho WHO của tổng thống Donald Trump là nguy hiểm, đồng thời tuyên bố tài trợ thêm 150 triệu đô cho cơ quan y tế của Liên hợp quốc. Thưa quý vị, bây giờ chương trình sẽ tạm ngừng ít phút cho phần thông tin thương mại trước khi gửi đến cho quý vị những phần thông tin tiếp theo. Để tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho đại dịch chúng tôi có một chương trình mang tên tri ân cùng vạn niềm vui quý vị có thể mua tất cả sản phẩm xăm của International Home Shopping và nhận lại full credit với số tiền đã trả để biết thêm chi tiết xin gọi 714 868 6868 quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các hệ thống sau Nam Cali 57.11 14.3 San Jose 16.11 Houston, Texas, 27.2, app SET Group TV. Chương trình cũng có mặt trên tất cả các thiết bị Android, iOS, Roku, Amazon, smartphone, iPad và đặc biệt trên Samsung app SET. Hâm, món quà của thượng đế giúp tăng cường đề kháng chống đại dịch toàn cầu. và đoàn trọng rất cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh và quay trở lại với chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tình hình tại từng tiểu bang một bắt đầu ở từ tiểu bang Washington. Thống đốc tiểu bang Washington đã ký lệnh thả tù nhân vì những lo ngại do COVID-19. Trong đó, ông Jay Inslee là tổng thống đốc của tiểu bang này đã ký lệnh vào tối thứ tư, tức là hôm qua, mở đường cho tiểu bang thả hàng trăm tù nhân trong tuần tới. Và quyết định này được đưa ra theo lệnh của Tòa án Tối cao tiểu bang Washington để giải quyết tình trạng sức sức khỏe nguy hiểm khi số tù nhân tại một cơ sở an ninh ở Monroe đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. Kính thưa quý vị, trong lúc đó thì chúng ta nói đến tại thành phố Los Angeles cho tất cả các buổi hòa nhạc, tất cả các buổi gọi là tranh đấu thể gọi là giải tranh thể thao cho thành phố mà đã diễn ra ở tại thành phố Los Angeles. Thì tất cả những sự kiện này có thể nói hình như sẽ bị đi vào quên lãng vào năm 2020 một trong những nguyên nhân chính là bảo vệ gọi là cái cách ly xã hội và không muốn cho một cái số đám đông tụ họp. Ông thị trưởng của thành phố Los Angeles đã tuyên bố rằng tất cả những cái vấn đề hòa nhạc, vấn đề thể thao sẽ không diễn ra cho đến năm 2021. Và bên cạnh đó, học viện bóng đá dành cho thanh thiếu niên của Hoa Kỳ đã ngừng hoạt động do COVID-19 phát triển. Tuyên bố đưa ra cho biết đây là một quyết định cực kỳ khó khăn, nhưng những tình huống bất thường và không lường trước được về đại dịch COVID-19 đã dẫn đến tình trạng tài chính không cho phép chương trình của học viện bóng đá của Hoa Kỳ được tiếp tục. Kính thưa quý vị, gần đây thì chắc lại các sự kiện gọi là tạo nên những cái xu hướng chính trị để đả kích lẫn nhau giữa hai tất cả những thành viên chủ chốt của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Lẽ nhiên đặc biệt nhất là chúng ta thấy tình hình tại tiểu bang Missouri. Thì tất cả các nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Cộng hòa đã xác nhận hôm thứ tư rằng cơ quan lập pháp Missouri sẽ tiếp tục phiên họp lập pháp và các nhà lập pháp sẽ trở lại làm việc vào ngày 27 tháng 4, mặc dù những thành viên của Đảng Dân chủ lo ngại rằng hành động này có thể là không an toàn và gây lây gây nhiễm. Chủ tịch Hạ viện là ông Haas cho biết rằng quyết định ngay quay lại làm việc vào ngày 27 tháng 4 không phải là một điều dễ dàng. Tuy nhiên, điều cực kỳ có thể nó quan trọng đối với người dân Missouri là phải giữ cho các hoạt động chính phủ không bao giờ bị gián đoạn. Chắc lẽ từ đây cho đến cuộc tranh cử vào tháng 11 tới đây, quý vị sẽ thấy nhiều cái màn có thể nói là đấu tố lẫn nhau giữa những thành viên của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa qua cái sự việc viêm dịch, viêm phổi này. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bước sang về phần thông tin ở Iowa. Hai nhân viên của Tyson Foods làm việc tại một nhà máy ở Iowa đã chết do COVID-19. Tyson Foods là một trong những nhà máy chế biến thịt heo lớn nhất thế giới, đã đóng cửa vào ngày 6 tháng 4 vừa qua. Vào thời điểm đó, thì công ty cho biết họ đang tạm ngừng hoạt động vì có hơn 20 trường hợp COVID-19 liên quan đến nhân viên. Hiện tại, nhà máy vẫn tiếp tục đóng cửa. Iowa đã thông báo có tổng cộng ít nhất 1.995 trường hợp dương tính, bao gồm 53 trường hợp tử vong. Trên khắp đất nước, các nhà chế biến thịt lớn đang bắt đầu đóng cửa các nhà máy vì nhân viên của họ đang nhiễm virus. Hồng Thứ nhớ lại, cách đây 2 ngày thì chúng ta đã có đưa một cái quần tin là từ South Dakota, yeah. một trong những cái thủ phủ đó là thành phố Fawcett là nơi mà có thể nói rằng đó là cái nền kỹ nghệ thịt rất là, là, là lớn ở đó. Ừ. Có một cái nhà máy bao gồm tới 3.000 công nhân viên tất cả mà trong đó thì có 300 người bị lây nhiễm ừ. virus 19 và đến bây giờ thì nhà máy bị đóng cửa. Đây là một trong những sự kiện làm cho người ta lo ngại trong tương lai vấn đề thịt heo có thể trở thành một cái sự kiện khó khăn cho những người tiêu dùng. Bây giờ thì chúng ta trở lại tiểu bang Minnesota thì thống đốc tiểu bang Minnesota đã nói tại một cuộc họp báo rằng nếu tiểu bang phải chịu tăng thử nghiệm cho Covid-19 trước khi xem xét mở cửa trở lại thì cho phép mọi người quay trở lại làm việc. Điều đó có nghĩa rằng là ông cũng mong muốn mọi người đều trở lại làm việc nhưng phải đi qua một cái điều kiện then chốt nhất đó là vấn đề có thí nghiệm, thử nghiệm. Thưa quý vị và bước đến thông tin về những hãng hàng không thì hành khách di chuyển bằng máy bay đường hàng không có thể sẽ phải trải qua xét nghiệm Covid-19 trước khi lên máy bay. Hãng hàng không Emirates có trụ sở tại Dubai đã bắt đầu thực hiện xét nghiệm máu Covid-19 trên hành khách tại sân bay trước các chuyến bay của họ. Theo một tuyên bố của hãng hàng không này, cuộc thử nghiệm Covid-19 nhanh chóng đầu tiên diễn ra vào thứ Tư tại sân bay quốc tế Dubai với hành khách trên chuyến bay tới Tunisia được thử nghiệm trước khi khởi hành. Các xét nghiệm được cơ quan y tế Dubai thực hiện và kết quả có sẵn trong vòng 10 phút. Emirates tuyên bố là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới thực hiện các thử nghiệm như trên. Đó là một vài tin tức mà chúng tôi vừa gửi đến quý vị qua các tiểu bang ở tại Hoa Kỳ. Đến bây giờ quý vị cùng với chúng tôi trở qua châu Âu thêm rất cả những sự kiện gì đang diễn biến. Việc trước tiên chúng ta phải nói đến ở tại Vương quốc Anh. Hôm qua thì vương quốc Anh đã chấp nhận để cho máy thở có tên là Penland được sản xuất bởi hai hãng danh tiếng đó là hãng Airbus và hãng Rolls-Royce trong nỗ lực cung cấp thêm 1.500 máy mỗi tuần. Có thể nói là máy thở Prisma ES02, một trong những thiết kế mới được dựa trên thiết bị của hãng Penland hiện nay đang sử dụng, đã nhận được sự chấp thuận chính thức của cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sẵn sàng được gửi đến tuyến đầu để hỗ trợ bệnh nhân. Sau khi có sự chấp thuận của thiết bị, thì chính phủ Anh đã xác nhận đơn đặt hàng cho tất cả là 15.000 máy như vậy. Thưa quý vị, bước sang Đức thì quốc gia này cũng ghi nhận thêm 2.866 ca nhiễm và 315 người tử vong. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong 24 tiếng vừa qua, nâng tổng số người nhiễm lên 130.000 và trong đó có 3.600 người tử vong. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Đức ghi nhận số ca nhiễm tăng trở lại sau 4 ngày giảm. Sau cuộc họp trực tuyến với các thành viên nội các, thì Thủ tướng Đức là bà Angela Merkel đã tuyên bố nước này sẽ mở cửa trở lại một số doanh nghiệp không thiết yếu nhỏ vào tuần tới. Thêm rằng các hạn chế nhằm ngay à, ngăn chặn dịch bệnh sẽ được dỡ bỏ từ từ, thậm chí là sẽ được phục hồi. Các cửa hàng bán lẻ có mặt bằng dưới 800 m2 sẽ được phép mở cửa lại, các đại lý xe hơi, xe đạp, tiệm làm tóc và tiệm sách cũng sẽ được hoạt động trở lại nhưng phải tuân thủ các quyết định vệ sinh nghiêm ngặt. thưa quý vị, gần đây thì một trong những sự kiện đã làm cho điên đầu tất cả các giới lãnh đạo và chỉ huy tất cả các ngành hải quân và đặc biệt là những đơn vị hải quân có hàng không mẫu hạm thưa quý vị đến bây giờ thì chính phủ pháp đã cũng phải đối diện với một trong những cái sự kiện giống như hàng không mẫu hạm Roosevelt đã mắc phải đó là con số 688 thủy thủ trên chiếc hàng không mẫu hạm nổi tiếng của pháp đó là chiếc hàng không mẫu hạm Gaulle. và một trong những hộ tống hạm đi kèm đã bị mắc dương tính bởi covid 19 bộ quốc phòng của pháp hôm qua đã xác nhận con số này số thủy thủ nhiễm bệnh trên chiến trên tất cả trên hàng không mẫu hạm này chiếm 1 phần ba lực lượng trong nhóm tác không tác động của hàng không mẫu hạm Sardegon 31 thủy thủ trong đó đã nhập viện và một số người đang được chăm sóc tích cực các ca nhiễm này được ghi nhận trên chiếc Gaulle và trong một hai khu trục hạm hộ tống và toàn bộ thủy thủ và các phi công thuộc nhóm tác chiến của Gaulle đều đang bị cách ly trong vòng 14 ngày. Nguồn lây nhiễm trên tàu chưa được xác định và toàn bộ chiến hạm trong các chiến đấu cơ cũng đang cùng các chiến đấu cơ đang được khử trục. Bước sang thụy sĩ, chúng ta thấy viện công nghệ liên bang của thụy sĩ đã phát triển thành công phương pháp xét nghiệm nhanh chóng covid-19 bằng phương pháp adn. Các nhà nghiên cứu từ viện công nghệ liên bang thụy sĩ được dẫn đầu bởi giáo sư tiến sĩ quang yu lần đây đã phát triển thành công một phương pháp chẩn đoán nhanh mới có thể xác nhận được. ADN của virus này. Theo cách này, các nhà nghiên cứu có thể phân biệt giữa virus chủng mới với họ hàng của nó. Mặc dù phương pháp mới vẫn cần kiểm tra ARN virus nguyên vẹn từ các mẫu bệnh phẩm của người xét nghiệm, tuy nhiên phương pháp này sẽ giúp giảm áp lực lên phương pháp xét nghiệm ban đầu. Nhưng chúng tôi đã gửi tin với quý vị và đặc biệt ngày hôm qua Diệp Thị Thu Thảo cũng đã trình bày chúng ta biết rằng hiện nay chúng ta còn thiếu rất nhiều phương tiện y tế cũng giống như là dược phẩm để ngăn cản và ngăn chặn lại cái gọi là lây lan dịch viêm phổi. Và đến bây giờ thì chúng ta được chỉ còn có một cách mong chờ đó là kháng thể của chúng ta được gia tăng. Bởi thế ở Hà Lan hôm qua đã có một cái cuộc thử nghiệm và họ thấy tất cả những người thử, gọi là hiến máu thì trong đó thì có khoảng 3% dân số Hà Lan có thể đã có thể nó phát triển kháng thể để chống lại Covid. 19 Bên cạnh đó, thưa quý vị, ở ngay tại Tây Ban Nha thì các trường hợp nhiễm mới ở Tây Ban Nha cũng đã giảm đáng kể, nhưng trong đó cũng có 551 trường hợp tử vong được công bố. Tây Ban Nha ghi nhận 551 trường hợp trường hợp tử vong mới, số tăng 3% này không quá cao so với mức trước đây, đánh dấu mức tăng thấp nhất thứ hai về tỷ lệ phần trăm kể từ đầu tháng 3. Bộ trưởng Tây Ban Nha cho biết tổng số người chết vì COVID-19 ở quốc gia này hiện đang là ở số 19.130 người, trong khi đó số trường hợp mới ở nước này đã giảm đáng kể vào ngày hôm nay. Tây Ban Nha cũng ghi nhận 668 trường hợp mới của COVID-19, ít hơn 1.220 báo cáo hôm thứ Tư. Kính thưa quý vị, bây giờ thì quý vị cùng với chúng tôi trở lại Á Châu. Một trong những sự kiện mà chúng ta phải nhìn thấy đó là Việt Nam. Lại gì nhìn chúng ta nói đến nhiều quốc gia trên thế giới nhưng Việt Nam đến bây giờ vẫn giữ được có thể nói là con số đặc biệt chưa có một cái tử vong nào qua dịch viêm phổi nhưng bây giờ thì chúng ta trở lại Tokyo với Nhật Bản Nhật Bản đã ghi nhận thêm ngày hôm qua có tới 488 ca nhiễm và 17 trường hợp bị tử vong nâng tổng số ca nhiễm bệnh được báo cáo của nhà nước là 9.284 ca bao gồm 712 từ tàu du lịch Diamond Princess và tổng số người chết đã lên tới một con số là 148 người trong đó có 12 người đi từ tàu du lịch đây. Bây giờ thì chúng ta đi qua thủ đô Tokyo như thế nào? Thưa quý vị, trước khi bước đến Tokyo thì Hồng Tứ và Đoàn Trọng xin tạm ngừng chương trình cho ít phút cho phần thông tin thương mại. Để tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho đại dịch, chúng tôi có một chương trình mang tên Tri ân cùng vạn niềm vui. Quý vị có thể mua tất cả sản phẩm xăm của International Home Shopping và nhận lại full credit với số tiền đã trả. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 714 868 6868. Quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các hệ thống sau: Nam Cali 57.11, 14.3, San Jose 16.11, Houston Texas 27.2, App SET Group TV. Chương trình cũng có mặt trên tất cả các thiết bị Android, iOS, Roku, Amazon, smartphone, iPad và đặc biệt trên Samsung app SET Hăm món quà của thượng đế giúp tăng cường đề kháng chống đại dịch toàn cầu và đoàn trọng trở lại với quý vị trong thế giới chuyển động bắt đầu cùng với phần tin ngay từ Nhật Bản. Chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã công bố khoản ngân sách bổ sung trị giá khoảng 3,4 tỷ Mỹ Kim trong gói hỗ trợ kinh tế nhằm đối phó với Covid-19 đang bùng phát hiện nay. Khoản ngân sách bổ sung lần này bao gồm 890 triệu Mỹ Kim hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị yêu cầu từ ngừng hoạt động và khoản kinh phí 5,6 triệu Mỹ Kim tiền thuê chỗ nghỉ cho người lao động trong những lĩnh vực y tế làm việc vào ban đêm. Khoản ngân sách bổ sung dự kiến sẽ được Hội đồng thành phố Tokyo thông qua vào ngày 22 tháng 2 và bắt đầu giải ngân cho các doanh nghiệp từ ngày 7 tháng 5 tới đây. Kính thưa quý vị, ở tại Nam Hàn thì bất chấp tất cả những khó khăn do dịch viêm phổi gây ra tại Nam Hàn một cuộc tổng tuyển cử và có thể nói rằng đã diễn ra một cách rất là thông suốt. Liên minh cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc đó là ông Moon Jae-in đã giành thắng lợi áp đảo trong một cuộc bầu cử quốc hội nhờ cái cách có thể nói đáng lo là cái cách chống dịch Covid-19 của ông. Những kết quả kiểm phiếu ban đầu đã cho thấy người dân Nam Hàn đang dành cho Tổng thống Moon và Liên minh cầm quyền của ông sự ủng hộ rất lớn, đặc biệt là những bước đi hiệu quả trong cuộc gọi là phòng chống kiểm soát dịch Covid-19 trong thời gian qua. Lần đầu tiên trong vòng 12 năm, đảng Dân Chủ của ông Moon đã giành được đa số tuyệt đối trong Quốc hội, với tỷ lệ cử tri đi bầu đợt này là 66.2%, một con số có thể nói rất đáng kể trong mùa dịch viêm phổi. Thưa quý vị, cũng ngay tại Nam Hàn thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của quốc gia này, gọi tắt là KCDC của Nam Hàn cho biết có tổng cộng 141 người đã hồi phục từ COVID-19 cho kết quả dương tính trở lại. Hầu hết các chuyên gia nghĩ rằng không có khả năng ai đó sẽ bị nhiễm lại virus ngay sau khi hồi phục. Có thể các vấn đề với xét nghiệm hoặc lượng RNA virus khác nhau trong cơ thể dẫn đến kết quả như trên. Chính phủ hiện đang nghiên cứu các mẫu được nuôi cấy từ các bệnh nhân để xác định xem các trường hợp này có thể truyền nhiễm hay không. Và k cũng cho biết nghiên cứu sẽ mất khoảng 2 tuần kể từ ngày hôm nay. Tin mà Hồng Tứ vừa mới đưa ra đã làm dao động rất cả những nhà gọi là khoa học y tế yeah. và cái sự việc này đã làm cho người ta quan tâm đến vấn đề liệu virus 19 này nó có thể tồn tại mãi mãi hay là chỉ nằm trong một cái giai đoạn mà thôi. Hồng Tứ theo dõi thì Hồng Tứ thấy chỉ có một mình ở tại Nam Hàn hay là còn quốc gia nào nữa cũng vẫn bị cái trường hợp này thưa quý vị ngoài nam hàng ra thì trước đây trung quốc cũng có báo cáo một vài những trường hợp gọi là tái dương tính chứ không phải là tái nhiễm có nghĩa là virus sau khi được hồi phục thì sau khi mà họ được hồi phục có kết quả âm tính, khoảng một thời gian sau thì họ lại cho kết quả dương tính trở lại. Còn bây giờ chúng ta cũng không thể nào quên được Việt Nam, hộ gia đình doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch sẽ được giảm tiền điện trong 3 tháng 4, 5 và 6. Ngày 16 tháng 4, Bộ Công Thương của Việt Nam ra quyết định giảm giá tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Về giá điện thì khách hàng sử dụng điện được giảm 10% giá bán lẻ, riêng cho các nơi được dùng để cách ly khám bệnh cho người nhiễm Covid-19 sẽ được miễn phí 100% tiền điện. Trong đó, cơ sở y tế khám xét nghiệm điều trị bệnh nhân COVID-19 sẽ được giảm 20%. Trong lúc đó thì Việt Nam hiện nay đang đối phó với một cái sự kiện mà có thể nói họ lo lắng về tất cả các tin giả và bí mật nhà nước được đưa ra vì như là gần đây thì ông tứ theo dõi tất cả các trên trang mạng có thể nó cũng được sử dụng một cách rất là bừa bãi. Bởi thế tất cả những sự kiện này thì quyết định của chính phủ Cộng hòa xã hội Việt Nam như thế nào? Thưa quý vị, theo điều 101 của nghị định mới, hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị xử phạt lên đến 20 triệu đồng. Mức phạt tương tự sẽ được áp dụng cho những hành vi cung cấp và chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong cộng đồng, kích động bạo lực tội ác, đánh bạc hay phục vụ đánh bạc. Việc tiết lộ thông tin mà chính quyền cho là bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị phạt đến 30 triệu đồng. Kính thưa quý vị, trong lúc đó thì chúng ta nói đến tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề thử hạt nhân ở ngày nay ở tại Trung Quốc như thế nào. Bộ Ngoại Giao Mỹ gần đây đã đưa ra một cái tin lo ngại là Trung Quốc có thể tiến hành các vụ thử hạt nhân nhỏ trong bí mật và điều này có thể vi phạm thỏa thuận quốc tế cấm các vụ thử như vậy. Đó là một nguồn tin mà hãng thông tấn Fox đã đưa ra và xác nhận vào hôm thứ tư. Một báo cáo mới của Bộ Ngoại Giao về việc tuân thủ kiểm soát vũ khí không phổ biến và giải trừ vũ khí lần đầu tiên cũng được tờ Wall Street Journal đưa ra trước đó vào hôm thứ tư và cho thấy Trung Quốc có thể bỏ qua luật pháp quốc tế bằng cách tiến hành các thử nghiệm trong khu vực tây bắc của nước này và sử dụng năng lượng nổ thấp. Tất cả những sự kiện này cho thấy rằng ngày hôm nay Trung Quốc với tất cả những hành động gia tăng bình trướng phong phạm chủ quyền của các quốc gia Đông Nam Á ở trong khu vực Biển Đông, uh, Biển Đông cho thấy rằng đây tất cả những vụ nổ này cũng có thể là một trong những nguyên nhân để họ tạo ra những hòn đảo tân tạo ở tại trong vùng đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Yeah. Báo cáo đã chứng minh là không bất kỳ hành vi sai trái nào của người Trung Quốc nhưng vẫn nói gương là vẫn, vẫn đưa ra là một số lo ngại tuân thủ được nêu ra và một số phát hiện vì đặc phạm đã được thực hiện và cơ quan thông tấn CNN cũng như, như đài truyền hình CNN họ đừng có theo dõi và họ nhận thấy những sự kiện này đã đi vào sự thật. Thưa quý vị, bước sang những quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, đầu tiên là Indonesia. Quốc gia này hôm nay cũng báo cáo thêm 380 ca nhiễm và 29 ca tử vong, nâng số ca nhiễm lên 5.516 và 498 ca tử vong, trở thành nước ghi nhận số người tử vong do dịch bệnh cao nhất Đông Nam Á. Quan chức chính phủ Indonesia cho biết nước này có thể đạt đỉnh dịch vào đầu tháng 5 tới đây. Trong lúc đó thì chúng ta không quên nói đến một trong những quốc gia nhỏ bé nhưng hiện nay cũng đang nằm ở trong tầm ngắm của Covid-19. Kính thưa quý vị, đó là Singapore. Singapore hôm nay ghi nhận là ca nhiễm mới cao kỷ lục với 447 trường hợp được xác nhận và nâng cao nâng cao số ca nhiễm ở nước này lên tới 3.699. Trong đó có 10 người đã tử vong và số người chết tại Singapore không tăng trong 2 ngày qua. Và Philippines vẫn là tiếp tục vùng dịch lớn nhất khu vực khi Bộ Y tế nước này báo cáo thêm 207 ca nhiễm và 13 ca tử vong, đưa số ca nhiễm lên 5.660 và 362 người tử vong. Riêng tại Malaysia thì họ cũng ghi nhận thêm 110 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia này lên 5.182. Trong khi đó số ca tử vong là 84 sau khi ghi nhận thêm một trường hợp nữa. Trong lúc đó chúng ta cũng không quên nói đến Philippines. Philippines vẫn tiếp tục là vùng dịch lớn nhất ở trong khu vực khi ông Bộ trưởng Bộ Y tế của nước này bác cáo có thêm 207 ca nhiễm và 13 ca tử vong đưa số ca nhiễm lên con số là 5.660 và 362 người tử thương. Đó là một vài con số mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị ở những quốc gia ở Đông Nam Á và trong đó có Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta nói đến một trong những vấn đề kinh tế ở tại Việt Nam. Theo thông báo của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ là USAID là Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam đã ký một trực tuyến một thỏa thuận trị giá 42 triệu đô la gồm những cái gì thưa hẳn tức. Thưa quý vị, với thỏa thuận được cho là nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế của Việt Nam thông qua việc tăng cường năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các hệ sinh thái khởi nghiệp và củng cố nguồn nhân lực. Phát biểu về thỏa thuận vừa được ký đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Daniel Critterring đã cho biết, thỏa thuận này thể hiện cam kết không ngừng của chính phủ Mỹ nhằm hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trở thành một nền kinh tế đổi mới sáng tạo và cởi mở hơn. Bây giờ thì chúng ta nói đến là bây giờ thời gian gần đây thì toàn bộ tất cả các tin tức đều đổ dồn vào Covid-19 và chúng ta đôi khi không nói đến tất cả những sự đụng chạm va chạm trên không của những quốc gia cường quốc trên thế giới ngày hôm nay. Thì bây giờ hôm qua thì Mỹ đã cáo buộc được tiêm kích SU-35S của Nga đã có hành động đe dọa toàn khi khi họ áp sát và tạo nhiều cái luồng nhiễu động trước khi trinh sát cơ P-8A của Hoa Kỳ có mặt ở địa Trung Hải. Hải quân Hoa Kỳ ra thông cáo cho hay một máy bay P-8A Poseidon của Mỹ đã bị tiêm kích SU-35S của Nga theo dõi trên không phận quốc tế tại biển địa Trung Hải. Khi phi công Nga có hành động uy hiếp sự an toàn đe dọa tính mạng phía Hoa Kỳ, khi họ bay với tốc độ cao trong trạng thái lộn ngược ở cánh mũi máy bay cách máy bay Mỹ chỉ 7 mét, Hải quân Hoa Kỳ cho biết luồng khí xả tự động trên cơ tiêm kích SU-35S ở khoảng cách gần đã khiến cho chiếc P-8A gặp nhiễu động ngay sau đó. Thưa quý vị, đó là những bản tin trong buổi sáng ngày hôm nay từ Hồng Tứ và Đoàn Trọng. Đến bây giờ thì chương trình của chúng ta cũng đã hết thời gian. Xin chúc cho quý vị một ngày thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào chương trình của ngày mai cũng từ khung giờ 7 giờ đến 8 giờ sáng. Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc sâm từ công ty Gương Premium độc quyền phân phối. Hắc sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì hắc sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gương sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, vân vân. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hát sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi International Home Shopping 1888 688 2999.